Stacy. Stacy, có chuyện gì vậy? Con nhìn không xem. Con xin mà, con xin nhất quả đất luôn. Không, nhìn nè, con không có gì để mặc hết. Đợi bà ở đây, bà sẽ đi sửa nó cho con nha. Lại có chuyện gì nữa vậy con yêu? Là tóc của con, nó nhìn không được xinh. À, đúng rồi, đợi ba nha. Đây, xem này. Gặp lại ba sao? Tạm biệt. Được rồi, sẵn sàng. Cái này nó trông thật xinh. Lại chuyện gì nữa con yêu? Còn trang điểm thì sao? Được rồi con yêu. Lấy cái này đi. Tạm biệt. Ba đang đến. Trời ơi, chuyện gì nữa? Ba thấy không? Không có gì. Ô, cảm ơn ba. Không có gì. Sẽ vừa với con. Ba. Lần này lại là chuyện gì nữa Stacy? Con không có túi. Chúng ta đi tìm một cái túi. Nhanh lên, nhanh lên. Còn gì nữa? Như vậy đã đủ chưa con? Đi. Được rồi, tạm biệt. Kia càng bơm vàng, kia càng bơm vàng. Kia càng bơm vàng, kia càng bơm vàng. Kia càng bơm vàng. Ha ha ha!